Cẩn thận tí đó con. Rồi xong, đứng đó luôn đi. Con ơi, con đứng lên được không chứ cái tay cô đụng vô cái điện thoại giờ á. Tôi sợ đụng không. Đứng bị đau chân không? Đứng có bị đau chân không? Con tự trèo xuống đi. Chứ ai biểu con trèo lên. Nó con nhiều chuyện quá nha. Mày giữ. Giờ trèo lên hay trèo xuống? Nhanh thì bị biết đường con. Nhiều chuyện à. Đau không em? Đau không cô? Cô, đau không? Ngủ quá tí à?